Sau khi thức dậy, phát hiện mất hai con gà. Qua kiểm tra camera an ninh, chủ nhà được phèn bất lực không nói nên lời. Khi phát hiện lúc trộm ghé thăm nhà thì con boss cưng đang nằm võng đu đưa ngủ. What the fuck? Bruh. Theo đoạn clip ghi lại, khoảng 1 giờ 40 phút ngày 2 tháng 8, có hai thanh niên đã lẻn vào nhà dân để trộm hai con gà. Điều khiến gia chủ bất lực khi xem lại camera an ninh, đó chính là phản ứng của chú chó mà gia đình hết mực chăm sóc và trông đợi sẽ giữ nhà tốt. What the hell? Theo đó, chú chó không những phát hiện ra tên trộm gà đang đứng lấp ló phía sau mà còn ngang nhiên trèo lên võng nằm ngủ. Đang nói tư thế của chú chó càng khiến gia chủ bất lực hơn khi giơ cả bốn chân lên. Chưa kể chú chó vừa nằm xuống võng đã ngủ ngay lập tức. Tên trộm đi ngang qua nhưng chú chó này vẫn không hay biết gì. Ở một góc khác của camera an ninh, gia chủ phát hiện một thanh niên đứng ngoài cổng. Thanh niên còn lại ném hai con gà qua cánh cổng, sau đó nhảy ra ngoài đường rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích hành động trộm cắp của hai nam thanh niên, phần đông cư dân mạng đều tỏ ra cảm thông với sự bất lực của chủ nhà khi chứng kiến màn trông nhà của chú chó. Cư dân mạng để lại những bình luận như sau. Chú chó kiểu, gà của chủ nhà, còn tính mạng là của bạn, hãy sáng suốt lựa chọn. Tốn bao nhiêu cơm gạo nuôi nấng, đúng lúc trộm vào nhà lại đi ngủ, chán không buồn nói mà. Chú chó lúc này suy nghĩ là trộm vào nhà, không ngủ cũng phải giả vờ mà ngủ. Nếu không là nhỡ trộm không bắt gà mà quay sang bắt chó thì sao? Đúng là nuôi ong tay áo mà. May chỉ mất hai con gà, chứ mà mất thêm tài sản gì giá trị thì chuyến này con boss tới công chuyện. Qua đoạn clip một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những chủ nhà cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trước những tình huống trộm cắp như trên để không mắc phải những trường hợp tương tự. Có các bạn nghĩ sao về những tình huống chó trong nhà giờ khóc giờ cười như thế này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn quan tâm theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Xin chào và hẹn gặp lại.